Rồi, chân nhà nông thân mến, chào tất cả các bạn yêu thích máy cày. Thì hôm nay thì em cũng sẽ quay lại thêm. Thì có một ông anh ông gửi mình bán hai chiếc xe Kobe nha cả nhà. Thì tình trạng của xe cũng như giá cả, thì một chiếc xe lớn á 025 thì giá khoảng 220, còn chiếc xe nhỏ thì nó khoảng 80 triệu ha. Thì anh em xem tham khảo đi. Thì cả nhà mình có nhu cầu sử dụng những dòng xe này hay điện qua số 0387844322 để gặp trực tiếp chủ xe ha. Chủ xe thể nói thêm về tình trạng của xe nha cả nhà. Dân chân mới luôn nha, máy đời cao Hyundai 025. Nên ai có nhu cầu thì sở hữu em này thì giá rất rẻ nha. Tình trạng chủ bảo con này là con rin ba cục nha, chưa đụng chạm nhá, vì xe đời cao sử dụng làm công trình xong rồi người ta bán nha. Xe này là mấy lần mấy đô con đầy đủ hết, nổ lên là mạc rơi rơi nha. Mày mua bãi Long An lên mà xài làm công trình mấy 3 tháng thôi nha cả nhà. Thì là muốn bán lại đây, đây động cơ đây, còn rin hết nha, được sớm còn nguyên rin nguyên bản nha, máy móc báo khỏi, chân chân máy số là yên tâm nha. Đây, không rò rỉ xích là dường như là còn mới, còn rất là chắc chắn nha. Quay vào động cơ cho cả nhà cũng xem. Bây giờ bạn lại phải rã rất là mềm nha. Đây, mình xem đây là của một ông anh này là mua về để làm cái cống trên đường đây nha cả nhà. Đây, làm nhận cái cống trên một đoạn đường đấy nha, vừa làm xong là thi công là bán luôn nha. Đây, đây, chỉnh sửa một khu đường này, là lấy một cái máy cuộc này về là cuộc trong vòng 3 tháng đã xong đường này, là bây giờ là muốn bán lại nha. Đây, vừa ra một cái giá là rất là hợp lý luôn nha. Hyundai. Không. Bạn bán còn rất là đẹp. Làm một cống trên đường này, đây có hai cái xe nha, một cái xe lớn và một cái xe nhỏ nha. Đây là một cái con 0,5 nha, cần rô một nha. Đã, một cặp xe này đều bán cả nha, với giá rất là mềm. Anh em cần thì liên hệ cho mình qua số điện thoại bên góc trái màn hình nha, IPC28UU, giá chỉ vài chục triệu thôi nha cả nhà. Này, dần chứng dần gầm lốp xích cho con mở hết nha. Đây, anh em mua con nào bán con đó nha. Đây, con rất là mới nha, cái này nước sơn rin nguyên bản nha. Hai cái xe này mới lấy về là làm